Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 10 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Lập thạch bế giảng lớp sơ cấp nghề năm 2015 theo nghị quyết 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phụ nữ xã Tân Phong tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đồng ích ra quân làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, Hội Phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay các cấp hội phụ nữ thành phố đang quản lý trên 77 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 18.300 hội viên phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế, duy trì có hiệu quả các phong trào giúp nhau thường xuyên, nhất là các hoạt động giúp cho hộ nghèo là hội viên phụ nữ. Năm 2015, qua bình xét có 6 đơn vị đạt vững mạnh, không có đơn vị trung bình, yếu. Các đại biểu đã thảo luận đề ra 8 nhiệm vụ trong năm 2016, trong đó trọng tâm là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội phụ nữ năm 2015. Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, Hội Cựu chiến binh thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nghị quyết đại hội cựu chiến binh cấp trên triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác hội. Điển hình là hoạt động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Năm 2015, hội đã kết nạp mới được 215 hội viên, nâng tổng số hội viên cựu chiến binh toàn thành phố trên 5.600 hội viên. Qua bình xét, có gần 99% hội viên đạt gương mẫu, 16 trên 17 chi hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Hội cựu chiến binh thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015 đã được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Xí nghiệp thủy lợi Tam Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tưới tiêu năm 2015, triển khai kế hoạch tưới tiêu năm 2016, phương án chống hạn vụ chiêm xuân và chống úng vụ mùa năm 2016. Năm 2015, xí nghiệp thủy lợi Tam Dương phục vụ tưới tiêu cho gần 9.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, quản lý 18 km kênh mương chính tả ngạn và quản lý vận hành 33 trạm bơm nhỏ, 24 hồ trữ nước, trên 140 cống tiêu lớn nhỏ. Trong năm, đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tam Dương, trạm thủy lợi cơ sở, điều tiết nước hợp lý, hạn chế tình trạng lãng phí nước, công tác quản lý bảo vệ công trình được duy trì thường xuyên. Năm 2016, xí nghiệp thủy lợi Tam Dương có kế hoạch phục vụ tưới tiêu cho gần 9.000 hecta đất nông nghiệp và diện tích nuôi trồng thủy sản. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xí nghiệp cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cấp, đôn đốc các trạm thủy lợi cơ sở và các địa phương tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm nước, tưới khoa học, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình cụ thể của từng khu vực để có biện pháp xử lý kịp thời. Hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề huyện Lập Thạch tổ chức bế giảng các lớp sơ cấp nghề năm 2015 theo nghị quyết 37 Hội đồng nhân dân tỉnh cho gần 400 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn hai huyện Lập Thạch, Sông Lô. Nghị quyết 37 Hội đồng nhân dân tỉnh đã giúp cho người dân trên toàn tỉnh nói chung và huyện Lập Thạch nói riêng được đi học nghề, đồng thời được hỗ trợ về học phí, tiền ăn và chi phí sách vở. Đặc biệt được ưu tiên tư vấn, giới thiệu việc làm khi hoàn thành khóa học tại các cơ sở đào tạo nghề. Sau 3 tháng học tập với các ngành nghề như điện dân dụng, điện công nghiệp, cơ khí cổ hàn, chăn nuôi thú y, trồng trọt và lắp ráp máy tính, các học viên có thể xin vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cũng qua lớp học, các học viên còn được giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau. Cũng tại buổi lễ, đã có 18 học viên hoàn thành khóa học xuất sắc
được biểu dương khen thưởng, 100% học viên được trao chứng chỉ sơ cấp nghề. Nhằm tiếp tục thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh, mang lại cho học sinh các trường tiểu học sân chơi lý thú và bổ ích. Trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức ngày hội tiếng Anh. Ngày hội tiếng Anh diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung đặc sắc. Các em thể hiện khả năng tiếng Anh qua hùng biện theo chủ đề hát, kịch và tiểu phẩm, tham gia trả lời các câu hỏi tiếng Anh, các trò chơi vui nhộn, giới thiệu bản thân, trả lời câu hỏi tiếng Anh. Qua đó, giúp học sinh tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh, tạo sự tin tưởng, mạnh dạn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời khơi dậy niềm đam mê trong việc học tập tiếng Anh. Ngày hội tiếng Anh đã tạo ra một sân chơi bổ ích và thú vị cho học sinh, giúp học sinh có thể luyện tập tiếng Anh một cách hào hứng và năng động hơn. Phòng khám đa khoa Hà Thành, phường Hùng Vương, thị xã Phú Yên được thành lập từ năm 2005 do tiến sĩ, bác sĩ Trần Khắc Tuyến làm giám đốc. Khi mới thành lập, phòng khám gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khám chữa bệnh. Song với sự quan tâm đầu tư và chủ động mời các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao ở các bệnh viện trung ương, đến nay công tác khám chữa bệnh của phòng khám đã được nâng lên. Số bệnh nhân đến khám chữa bệnh năm sau cao hơn năm trước. Trong năm 2015, đã khám chữa bệnh cho gần 14.000 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 5.300 bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng khám còn thường xuyên cử các bác sĩ, y tá đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, trong năm 2015, phòng khám đa khoa Hà Thành còn phát 100 phiếu khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam với trị giá 300.000 một phiếu. Xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc là một trong những mục tiêu quan trọng được Hội Phụ Nữ xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên hướng tới và triển khai thực hiện sâu rộng tới các hội viên. Trong thời gian qua, phong trào này đã phát huy tác dụng và thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, Hội Phụ Nữ xã Tân Phong có tổng số 750 hội viên. Để phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, Hội Phụ Nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào, đồng thời tích cực phối kết hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ hội viên vay vốn, đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Thực hiện cái phong trào gia đình tiến bộ hạnh phúc đi, thì Hội Phụ Nữ xã Tân Phong đã đẩy mạnh bằng thông qua các tuyên truyền cho các chi hội, thông qua các buổi sinh hoạt hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức là cho các hội viên là vay vốn để phát triển kinh tế, là như ví dụ như là về việc làm thì đã hỗ trợ cho hội viên đã đạt 20 triệu đồng trên một hộ. Đa số thì các hội viên đều tích cực hưởng ứng của phong trào. Gia đình chị Trần Thị Bích, thôn Nam Bản là gia đình tiêu biểu trong phong trào này. Nhờ được vay vốn hỗ trợ, gia đình chị có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay gia đình chị thường xuyên nuôi vài chục đầu lợn, hàng trăm con gà. Công việc nhà nông tuy vất vả nhưng giúp gia đình chị có thu nhập ổn định để đầu tư cho con cái học hành. Để giúp chị em hội viên phát huy vai trò là người xây tổ ấm, Hội Phụ Nữ xã đã phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, số gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa chiếm trên 86%. Ngoài ra, các chị em còn là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động và bảo ban con cái học hành, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Là một hội viên phụ nữ trong thôn thì cái đầu tiên là tôi phải gương mẫu để mà cho con cháu, gia đình nói theo và động viên gia đình, con cháu là đoàn kết, giúp đỡ nhau để mà cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là cũng tuyên truyền đến từng hội viên để mà cùng nhau học tập và làm theo những cái đức tính của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, bất khuất, đảm đang. Gia đình là tế bào của xã hội và người phụ nữ chính là người giữ lửa trong gia đình. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Hội Phụ Nữ xã Tân Phong sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên và có hiệu quả các phong trào thi đua trong chị em phụ nữ để phong trào thực sự đi vào cuộc sống. Sáng ngày 7, 8 tháng 1 năm 2016, UBND xã Đồng Bích, huyện Lập Thạch tổ chức đợt phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng năm 2016 ở hai thôn Tân Lập và thôn Viên Luận, với gần 300 hộ tham gia.
Những hình ảnh sôi động này sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thôn Tân Lập dự kiến làm 1,4 km đường giao thông nội đồng, hoàn thành trong quý 1 năm 2016. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thôn đã tuyên truyền vận động người dân đóng góp được 57 triệu đồng để đổ đất mở rộng và nâng cao đường giao thông nội đồng. Đến thôn Viền Luận, trong không khí tấp nập, bà con nơi đây đang đập phá tường rào, chặt hạ cây cối, san lấp mặt bằng để tạo mặt bằng thuận tiện cho việc cứng hóa đường giao thông. Được biết, thôn Viên Luận còn 7 đường ngõ xóm có chiều dài từ 500m trở lên cần được bê tông trong năm nay để đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, thôn đã tiến hành khảo sát, vận động nhân dân hiến đất, chặt hạ cây cối để tạo mặt bằng thuận lợi cho đơn vị thi công. Gia đình ông Trần Ngọc Minh ở thôn Viên Luận là một trong những hộ tự nguyện xung phong hiến đất. Gia đình ông đã cùng bà con đập phá hơn 20m tường rào xây kiên cố và hiến trên 30m vùng đất thổ cư. Để xây dựng cái nông thôn mới là một cái chủ trương rất là đúng đắn và có thể nói là phục vụ lợi ích cho toàn dân. Cái gia đình tôi thì cũng may mắn là được hiến một số mét đất cho thôn để làm cái đường giao thông nông thôn. Và đây là một cái việc làm tôi cho là cũng là vinh dự của gia đình. Và tôi nghĩ rằng là nếu các gia đình khác cũng đều có cái tinh thần như vậy, ủng hộ như vậy thì chắc chắn là cái chủ trương xây dựng nông thôn mới về mặt giao thông chắc chắn sẽ thuận lợi. Hàng năm, hưởng ứng các đợt phát động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, Đồng Ích đã phát huy được sức mạnh nội lực trong nhân dân và tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước để tu sửa, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay, phần lớn hệ thống giao thông chính trong toàn xã đã được bê tông hóa, góp phần đảm bảo cho nhân dân đi lại, giao lưu, phát triển kinh tế. Với khí thế ra quân sôi nổi, tinh thần lao động hăng say, các chỉ tiêu làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của xã đạt hiệu quả cao. Với phương châm là việc khó làm trước, dễ làm sau, chi bộ đã ra nghị quyết tập trung vào giao thông, trong đó có giao thông nội đồng và giao thông đường dân sinh. Do làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, nhân dân cũng rất phấn khởi trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sâu sát của ban chỉ đạo, rồi sự cố gắng, nỗ lực của ban phát triển, ban công tác mặt trận và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong thôn, năm 2016, thôn Viên Luận cùng với xã Đồng Ích phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng Đồng Ích đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, ngoài việc tập trung làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xã còn tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư nông thôn mới, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Những việc làm trên của nhân dân xã Đồng Ích trở thành phong trào sâu rộng, tạo tiền đề cho địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.